Audio toàn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 67 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phú Hồng Biến Thái truyền kỳ của tác giả Hồng Loan Tâm Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ra khỏi phòng, Giang Hiểu Nhi ném áo khoác vào người của Phùng Dịch Phong, sau đó quay người rời đi rõ ràng sững người mất hai giây phùng dịch phong nhặt áo chạy theo hiểu nhi hiểu nhi thật xin lỗi nghe anh nói đã anh sẽ không nói cho em biết anh sợ làm em kinh hoàng tôi đã sợ rồi đó với một cái vung tay dữ dội giang hiểu nhi toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt như tờ giấy anh sợ làm cho tôi hoảng hốt nhưng lại dùng tôi làm vật cá cược sao? mục đích thật là bẩn thỉu rốt cuộc anh xem tôi là cái gì nước mắt tuôn rơi giang hiểu nhi tức giận Hiểu Nhi sẽ không. Lần này quả thực là việc gấp, không có thời gian để nói với cô, nhưng hiện tại là đang ở ngoài hành lang nên anh cũng không muốn nói nhiều. Anh xin lỗi, về nhà anh sẽ giải thích có được hay không đây. Đừng có chạm vào tôi. Hất tay, Giang Hiểu Nhi không còn quan tâm đến anh nữa. Anh thật sự làm tôi ghê tởm. Đừng đụng vào tôi, tránh xa tôi ra. Đẩy anh ra, Giang Hiểu Nhi trực tiếp lao vào thang máy anh biết mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó anh vội vàng chạy đến thang bộ đuổi theo cô ra khỏi khách sạn trên phố phùng dịch phong ôm chặt lấy cô hiểu nhi thật xin lỗi thật xin lỗi mà lần này tình thế cấp bách ép buộc em tin tưởng anh đi anh sẽ không thua sẽ không giao em cho bất kỳ ai khác quả thật vừa rồi anh cũng rất sợ hãi vạn nhất anh thua thì sao anh có biết người vừa rồi là ai không anh có biết cuộc sống của phụ nữ trung đông là như thế nào không nếu như vừa rồi thua tôi sẽ tự sát vì một nữ nhân khác anh muốn tôi hy sinh bản thân sao lần sau anh liệu có đánh nhốt tôi rồi đặt tôi lên giường của đàn ông như vậy không nếu như hôm nay hắn ta thật sự vừa ý tôi về sau sẽ đuổi theo tôi bắt cóc tôi giết chết tôi giang hiểu nhi gào khóc điên cuồng một tay ôm eo cô tay kia lau nước mắt cho cô không có chuyện anh sẽ thua đâu anh xin lỗi, anh thật sự không muốn làm tổn thương em. Giờ phút này, ngoài ba chữ này ra, Phùng Dịch Phong đầu óc trống rỗng. Nhưng anh biết việc này đã tổn thương rất nhiều đến cô. Em là vợ của anh, trừ khi chết, anh sẽ không giao em cho bất kỳ ai. Phùng Dịch Phong ôm chặt cô, cố gắng sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô. Anh tiếp xúc với cờ bạc từ năm 10 tuổi. Sau 20 tuổi, anh chưa bao giờ thua bài. Sòng bạc, anh chơi đến chán anh dường như sinh ra với cái khả năng thiên bẩm chỉ để cần nhìn thôi thì sẽ nhớ nó hôm nay là ngoại lệ anh tin mình chắc chắn sẽ chiến thắng nên mới dám đặt cược anh thua anh nhất định sẽ trở thành tiểu nhân ai quen biết anh thì đều biết anh không phải là người tốt dùng thủ đoạn gì anh cũng sẽ không để mất em trước giờ anh làm việc luôn luôn chỉ để ý đến bản thân mình phùng dịch phong đau lòng vuốt tóc cô đừng nghĩ nhiều dù em ở đâu chỉ cần có anh em sẽ bình an vô sự vòng tay của anh là vùng an toàn của em sau này anh nhất định sẽ không làm liều nữa anh xin lỗi đừng giận anh rằng hiểu nhi không thể nào nguôi ngoai tôi không nghe tôi không muốn nghe đừng nói ngọt để dỗ dành tôi trước đây chẳng phải anh luôn trêu tôi mặc đồ quá hở hang hay sao tôi làm sao có thể biết được anh có phải là đang nói lời ngọt ngào để dụ tôi vào cái bẫy kế tiếp hay không còn tôi thì xem tôi như là một quân cờ. Tôi thật lòng đối với anh. Tại sao anh lại lợi dụng tôi? Tại sao đàn ông có thể ích kỷ như vậy? Trương Việt Khánh đã lợi dụng tình cảm của cô, tìm hiểu gia đình của cô để trả thù. Hắn tổn thương hủy hoại cuộc đời cô. Bây giờ anh ấy lại đẩy cô vào bẫy. Nếu như cô rơi vào tay của người đàn ông ấy thì thật là đáng sợ. Giang Hiểu Nhi lại một lần nữa giống như là con trai bị thương muốn khép lại lớp vỏ dày quỳ xuống giang hiểu nhi khóc đến đau lòng cô đột nhiên cảm thấy mình ngu ngốc khi ỉ lại vào một người đàn ông luôn luôn xem mình như một người ngoài nhìn thấy cô đang cuộn mình ôm chặt lấy cơ thể đáng thương giống như là đứa trẻ bị thế gian bỏ rơi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó phùng dịch phong sắc mặt tái nhợt nâng cô lên phùng dịch phong lau nước mắt đừng so sánh anh với trương việt khánh anh thật lòng đối với em và không muốn lợi dụng em trước khi đến đây anh hoàn toàn không biết có việc này lệ thịnh đến anh biết chuyện đã tìm em nhưng không thấy sau đó lại thấy em thay quần áo nhất định luôn phụ trách vấn đề tx lần này anh không hề được thông báo anh cũng bị tính toán nhưng chuyện này liên quan đến rất nhiều mạng sống chuyện xảy ra đột ngột anh cũng không có thời gian để bàn bạc với em nhưng ngoài em ra trên đời này không còn có ai quan trọng với anh hết phùng dịch phong cũng thở dài đừng như vậy mà Hiểu Nhi, nếu như thật sự đặt em vào tình thế nguy hiểm, anh nhất định sẽ chết trước mặt em. Có một số chuyện thật sự không tiện nói ở đây, về nhà anh sẽ giải thích với em sau. Tôi không nghe, tôi không nghe, dù sao thì mọi thứ về cô đều quan trọng hơn tôi, tôi thậm chí không đáng giá 10 triệu chip. Nghĩ đến việc chỉ cần mất đi tiền vốn là 10 triệu chip nhưng anh lại đồng ý cá cược, cô lại tức giận, số tiền đó đáng giá đến vậy sao? Trong lúc tranh chấp, Phùng Dịch Phong cũng đột nhiên nhận ra vấn đề, cô sợ hãi, còn có nguyên nhân gì, lúc này nói chuyện với cô chỉ bằng thừa thôi. Phùng Dịch Phong đau đầu không biết nói gì tiếp theo, đột nhiên nghe một tiếng hừ nhỏ. Làm sao vậy? Không cần anh quan tâm. Giang Hiểu Nhi lại thút thít đẩy anh ra, anh nhận ra giày cao gót đã làm xước chân cô, vừa rồi cô lại còn chạy rất nhanh nên máu như thoáng gì ra. Phùng Dịch Phong ngồi xổm xuống kéo túi vuông trên quần áo của cô, giúp cô đỡ cô một chút. Bị như vậy không đau sao còn chạy lung tung. Nâng chân của cô lên, anh nhẹ nhàng tháo giày, nhìn đến xung quanh, thấy một cờ hiệu thuốc ven đường. Đừng nhúc nhích, anh đi mua băng kèo. Phùng Dịch Phong kéo quần áo cô lại, đỡ cô lên. Giàng Hiểu Nhi nhìn bóng đèn vụt mắt, cũng đột nhiên tỉnh lại. Ánh mắt còn có chút loạn, khóe miệng vẫn nghiến răng nghiến lợi phùng dịch phong cầm bông gòn vô trùng và băng y tế chạy lại ngước mắt lên nhưng thấy không có người trong lòng lo lắng phùng dịch phong nhìn thấy cô đang mở cửa xe taxi gần đó người phụ nữ này tính khí nóng này thật sự sẽ không để ý đến anh nữa chưa bao giờ thấy cô giỡn như vậy phùng dịch phong vội vàng cầm thuốc trở lại xe đuổi theo chiếc taxi hai người lần lượt vào cửa Phùng Dịch Phong vừa xông vào phòng ngủ thì liền nhìn thấy Giang Hiểu Nhi đang đứng chân trần bên giường, tay cố gắng cầm kéo cắt đi chiếc váy màu đỏ, rõ ràng là đang rất tức giận. Ánh mắt vô tình rơi trên vai cô, nơi đó xuất hiện thêm một vệt đỏ do váy xiết lại. Đau lòng, anh đến kéo rèm cửa sổ lại, cầm bộ đồ ngủ mặc vào cho cô, rồi cho cô ngồi xuống. Phùng Dịch Phong kéo một bên bắp chân của cô lên, xử lý vết thương ở chân, làm vỡ vụn bụn nước sau đó thì băng lại vết thương. Không phải anh muốn tiền, nhưng thật sự không có nữ nhân nào sánh bằng em. Cô quả thật rất thu hút đàn ông. Giang Hiểu Nhi cũng hiểu được đây là căn bàn là sòng bạc, bỏ tiền ra sao mà yên tâm đây. Nhưng nếu như anh không có ý nhường, thì làm sao hắn có thể làm tới như vậy chứ? Tất cả đều đã lên kế hoạch, chỉ có cô là mù mờ, cũng chỉ có cô cảm thấy hưng phấn. Còn thấy anh thắng một cách rất đẹp trai. Anh ấy rất đẹp trai, đẹp trai đến mức suýt mắt đi cô. Giang Hiểu Nhi mím chặt môi, tư thế không nghe lời. Phùng Dịch Phong biết cô đang nghe nên anh giải thích. Đã nghe đến thiên hạt bang chưa? Một tổ chức huyền thoại, độc như hồ cáp và độc lập với giáp nhất. Toàn năng và không phân biệt phải trái. Chỉ cần bọn họ có thể đưa ra những điều khoản trao đổi khá chân thành. Điều nào cũng có thể thành hiện thực kể cả một đêm làm giàu hay là muốn ai đó biến mất trên đời này tx có nghĩa là hồ cáp chậm rãi nhìn lại giang hiểu nhi chọn to mắt một chút đây là tổ chức gì vậy anh không liên quan đến tổ chức này có đúng không sao lại nghe đáng sợ như vậy thực ra đây chỉ là lời đồn đại từ bên ngoài thôi không ngoa điều kiện ở tx như nhau ví dụ Ai đó muốn giàu qua một đêm thì phải hy sinh những thứ quý giá nhất của mình như là đồ gia truyền, con cháu. Một số người thực sự muốn tổ chức này vẫn có chút danh tiếng. Thật ra nhiều người có thể không tin, thậm chí là không chấp nhận. Cái gọi là hồ cáp này vốn là sản phẩm của một giai đoạn nổi loạn của tuổi trẻ. Em không nhận ra rằng anh có một hình xăm Scopiro ở trên lưng sao? Anh được một nghệ nhân xăm cho bình thường cũng chỉ là thời trang nhưng nó không thể phai đi được thực ra tx là nơi dành cho một nhóm người cùng chí hướng ví dụ như nhóm mua sắm trực tuyến tương tự như pot bar. mọi người đều không quen nhưng có một số nền tảng như vậy để giao tiếp chung tương tự điều này nền tảng cũng có một người quản lý thống nhất cái này ban đầu do anh và nhất định mở sau kết nạp thêm vài người bạn nữa về sau nó phát triển không thể giải thích được, mang tiếng không nhỏ. Thực ra, bọn anh chỉ thu phục được một số tinh hoa thôi từ mọi tầng lớp xã hội, những người yêu thích mạng lưới trên toàn thế giới. Mọi người thường chia sẻ thông tin trên nền tảng công khai, tất cả đều hợp pháp. Nếu có vận đơn, sẽ có một người chuyên trách để đánh giá và sau đó thì phân phối đến những người khác. Khi đã được chấp nhận, đương nhiên lợi ích và tổn thất đều do người đó gánh chịu. Bản chất và chấp nhận bỏ thêm tiền chỉ là bọn anh chỉ chấp nhận những người đó có thách thức bởi vì những người có thể vượt qua là tất cả hiển nhiên là người đó có nhiều tiền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô phùng dịch phong nói đừng sợ bọn anh đều là những người thường trong cuộc sống bọn anh sống cuộc sống của chính mình và chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trái pháp luật chỉ sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để làm điều gì đó có ý nghĩa trong thời gian rảnh rỗi những năm 2016, bọn anh làm được rất nhiều thứ, nhất định gia nhập làng giải trí, quan hệ phức tạp hơn, lại thường xuyên chạy khắp nơi nên luôn luôn quản lý chuyện của TX để không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, nó rất ít khi hoạt động hoặc chỉ hoạt động khi có giá cực kỳ cao, không ngờ sẽ càng ngày càng cao, bây giờ không chỉ có lấy hàng, phí đơn hàng cố định là 5 triệu. Hôm nay nữ nhân anh đoạt lại không phải là vì anh có hứng thú với cô ta mà là nhiệm vụ của anh ở trong TX. Danh sách người tình của cô ta đều là cấp cao trong thanh thành. Trong tay cô ta có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến bọn anh nên bắt buộc bọn anh phải ra tay. TX ai cũng biết đến, nhưng không ai biết TX thuộc về ai và ở đâu, bởi vì TX thực ra không hề tồn tại. Ngoại trừ danh sách các thành viên, TX chỉ có một nền tảng mạng mà các thành viên không biết nhau. Cũng chỉ có bọn anh mới biết được trong đó có ai và làm những việc gì phùng dịch phong nghiêm túc nhìn vào mắt cô tiết lộ bí mật lớn làm cho em sợ là anh sai tin anh đi anh sẽ không để cho em gặp nguy hiểm anh không nói là do không có thời gian thật sự anh chỉ muốn đưa em đi chơi đây là bí mật lớn nhất của anh làm sao có thể để vợ hy sinh sắc vóc sao có thể giao vợ cho người khác đây vợ à anh chỉ có một mình em phùng dịch phong lại hôn bàn tay cô hiểu nhi à anh xin lỗi em đừng vì chuyện này mà nghi ngờ sự chân thành của anh thật là bất lực đến khẩn trương thu tay về giang hiểu nhi trực tiếp đi vào phòng tắm tôi đi tắm đây hiểu thì hiểu nhưng cô vẫn giận cái cảm giác như vừa mới chạm vào cửa địa ngục cô đã rất suy sụp nước chảy ào ào giang hiểu nhi hồi lâu mới nhớ tới mình đang tắm mắt nhắm lại đầu óc tràn đầy hình ảnh một người đàn ông xa lạ những ánh đèn neon màu xanh những hình ảnh khiến cô sợ hãi tắt nước cô vô thức thở gấp phùng dịch phong ngước mắt lên thấy cô vẫn còn sợ hãi vô cùng vô cùng đau lòng lấy khăn tắm quấn quanh cô rồi ôm cô vào lòng cái gì vậy cô sợ hãi quay lại chán dịn thầy mồ hôi sao anh lại ở đây ai cho anh vào đây cô sợ hãi thấy anh không mặc quần áo chạy vào quấn khăn tắm giang hiểu nhi tức giận cút Tránh ra, đừng chạm vào tôi, tránh ra tôi ra. Sau này đừng chạm vào tôi. Nhìn thấy anh thì tôi ghét anh, tôi ghét rồi, tôi ghét. Anh cút đi cho tôi. Để cho cô vừa đẩy vừa đánh, vùng dịch phong không buông ra, kiên nhẫn đợi một hồi lâu. Tác động thì giác mạnh mẽ. vùng Dịch Phong chấn động, không kiểm soát được. Cho em xem hồ cáp trên lưng của anh. Sao cơ? Anh đột nhiên nói, Hiểu Nhi bị cắt ngang giật mình không phải không thể tùy ý hay sao đang nghĩ giang hiểu nhi cảm nhận được một thân thể ấm áp tiến lại gần cô nhất thời nghiến răng tên côn đồ này làm cho cô tức giận còn suy nghĩ chuyện này sau không đợi cô nghĩ xong phùng dịch phong đã đè cô vào một bên tường bé cưng à anh thật sự anh không nhịn được anh chỉ có thể làm như vậy với em lúc trước anh cảm thấy chính mình lãnh đạm thậm chí còn có chút vấn đề nữa từ khi ở bên cô dường như khám phá ra thế giới mới và anh làm sao mà chịu được đây hơi thở nóng bỏng xuyên qua lớp quần áo mỏng manh hiểu nhi cảm nhận được sự thay đổi ở cơ thể anh anh lưu manh biến thái đôi môi đỏ mỏng khẽ hé mở phòng tắm ngột ngạt nổi lên từng đợt âm thanh giống như là bèo trên biển suy nghĩ của giang hiểu nhi dường như tan vỡ cho đến khi một giọng nói từ tính thô giáp và mê hoặc vang lên bên tai bé con mở mắt ra. Giật mình, Giang Hiểu Nhi chậm rãi mở ra đôi mắt mệt mỏi. Trong gương, Giang Hiểu Nhi thấy trên lưng có nửa con hồ đang cuốn lấy nửa con bọ cạp đen, uốn mình rằng mặt trăng, sống động như thật, giống như là sắp bò ra khỏi cơ thể, tràn ngập không khí đen tối, quỷ dị. Đột nhiên, Giang Hiểu Nhi mở to mắt hơn một chút, cô sao chưa thấy qua chưa? Ngay khi cô vừa động, Phùng Dịch Phong không khỏi hử lạnh, sau đó từng đợt cao trào, tầm mắt của Giang Hiểu Nhi dừng lại trong gương mờ dần. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, cô thật sự có chút nghi ngờ, vừa rồi anh nói dối với cô. Khi mọi chuyện xong xuôi, đáy mắt của Giang Hiểu Nhi vẫn lóe lên tia kinh ngạc. Tại sao? Tại sao chỉ có một nửa chứ? Cảm thấy hình xăm trên người anh ấy dường như chỉ có một nửa. Anh cúi đầu hôn sâu lên môi cô phùng dịch phong cũng khen ngợi khả năng quan sát của cô cô giống như là sinh ra để dành cho anh vậy nửa còn lại trên người của nhất đình hoa văn của anh và anh ta kết hợp lại sẽ hoàn chỉnh một vàng một bạc cộng thêm ký hiệu tx quay đầu lại nhìn lưng anh như một vết tích cũng không còn đây rốt cuộc là cái gì xuất hiện rồi lại biến mất quay đầu lại phùng dịch phong ôm lấy thân thể của cô ban đầu nó chỉ xuất hiện sau khi tập luyện vất vả bọn anh rất quan trọng vấn đề thắng thua thực ra đã xăm từ lâu khoảng thời gian nổi loạn lúc đó bọn anh rất hào hứng với chuyện trở thành người lớn còn bị ảnh hưởng bởi những bộ phim anh cảm thấy như vậy là rất ngầu có hình xăm cảm thấy rất thời trang nhưng vì gia cảnh của bọn anh không được phép để lộ nó ra ngoài và phải giấu kín nó bây giờ không còn ngây thơ như vậy nữa Sức mạnh của một người đàn ông không nằm ở ngoại hình. Không biết do xăm lâu hay do vấn đề sức khỏe, nhưng lâu lắm rồi nó đã không còn xuất hiện nữa. Một lần tình cờ anh phát hiện khi ở bên em thì hình xăm tự động xuất hiện. Tất cả không phải là lời nói suông. Hiểu Nhi, nếu như đã coi em là người của anh, anh sẽ không để em xảy ra chuyện. Tin anh đi, anh sẽ không bao giờ để em một mình hay chịu tổn thương tuy không bị thương nhưng cũng đã rất sợ hãi cô hừ lạnh bình thường anh không nói nhiều như vậy giữ lời như vàng như bạc hiểu nhi không nói nên lời càng ngày càng khéo ăn nói làm cho cô giận rồi nói chuyện ngọt ngào mọi chuyện cũng sẽ qua đi trong lòng vẫn còn có chút cảm xúc sợ hãi hiểu nhi chưa thể nguôi giận nhìn thấy cô có vẻ không chống cự nổi phùng dịch phong cũng biết hành động của mình đã khiến cô sợ vì vậy, anh biết cô không nói gì. Dọn dẹp qua, trực tiếp đặt cô lên giường, chằn chọc đến hơn 12 giờ. Hiểu Nhi cũng không làm loạn nữa, nằm xuống cuộn chăn quay lưng lại với anh. Cô thật sự đã sợ hãi. Phục Dịch Phong đau lòng nằm xuống, ôm cô vào lòng. Anh không nói gì cả. Thật ra anh thật sự không biết nói cái gì khác ngoài xin lỗi. Trong vô thức, người của anh đang dựa vào cô, tay càng siết chặt hơn, anh sợ sợ rằng giữa hai người sẽ có khoảng cách hai người mệt mỏi chậm rãi nhắm mắt lại sáng sớm phùng dịch phong bị tiếng động đánh thức vừa mở mắt liền thấy hiểu nhi co rút thân thể tay chân loạn xạ um, không đừng tôi thua tôi thua rồi làm gì đây làm gì làm gì sao đừng đừng đánh cược đột nhiên một chữ đánh cược xuyên đến tai Động tác nắm lấy cổ tay của Phùng Dịch Phong dừng lại. Thấy lông mẹ cô nhíu chặt, cuộn tròn cơ thể, bàn tay thu lại vô thức che lấy mình. Lần đầu thấy cô trong tư thế cẩn trọng và phòng vệ như vậy, hoàn toàn khác với người phụ nữ tùy tiện trước đó muốn chiếm toàn bộ giường. Phùng Dịch Phong không khỏi đau lòng. Thật sự đã làm cô sợ hãi. Phải sợ hãi đến thế nào mới xuất hiện trong giấc mơ. Siết chặt nắm tay, Phùng Dịch Phong cúi đầu hôn chán cô. Không sao, không cược, em là cục cưng của anh. Sau này tuyệt đối sẽ không lại làm loạn chuyện này. Cẩn thận ôm cô vào lòng, cảm xúc của Phùng Dịch Phong cũng dao động, khó hiểu. Không biết là nghe thấy trái tim anh hay là cảm nhận được hơi ấm. Cô rúc đầu vào người anh, hiểu nhi ngoan ngoãn ngủ tiếp. Tiếng hít thở êm đềm, nhưng Phùng Dịch Phong không thể ngủ tiếp cảm thấy trong vòng tay có hơi nóng mềm mại, tâm trạng anh nhẹ nhàng. Vì chuyện này, Hiểu Nhi mấy ngày nay không cho vùng dịch phong sắc mặt tốt. Văn phòng bận rộn, đồng nghiệp giúp cô mang một gói hàng lên. Giang tỷ, chuyển phát nhanh, nói là cô phải mở liền, hình như là đồ có giá trị đó. Lữ Tiểu Manh cũng tò mò hỏi. Giang tỷ, gần đây cô mua sắm trực tuyến nhiều sao? Gói hàng lại to như vậy. Không, quà của ai chưa? sinh nhật của cô đã qua rồi. Giang Hiểu Nhi mở ra, lấy ra một cái túi vuông, nửa lớn màu đỏ hồng rất đẹp mắt. Wow, đẹp quá, Giang Tỷ, sướng quá, phiên bản giới hạn của Wiz Q năm nay đó. Hiếm lắm, màu đỏ hồng nóng bỏng, chiếc khóa treo trên đó, hình như là kim cương thật đấy, chưa kể giá 5 triệu đô la. Ai mà chơi lớn vậy, túi như vậy lại sao hàng bình thường chứ? Không phải là phùng thiếu sao, đây là muốn chúng ta ghen tị mà. Thật là chướng mắt, không thể hiểu thế giới của người có tiền. Thật là cảm thấy phí tiền đấy. Với số tiền này, tôi gửi vào ngân hàng tao bao, dùng mấy chục đô la là mua được. Cần thiết mua hàng thật sao? <laughs> Mù rồi, có thể giống nhau sao? Người giàu có, trăm vạn bằng vài đồng sao? Nhìn hạnh phúc mà. Chủ yếu là khi giàu có, thứ gì đó giá trị hàng chục triệu đô la sẽ tự nhiên coi thường nó thôi. Đồng nghiệp đang bàn tán, nhưng trong lòng của Hiểu Nhi lại thắc mắc. Muốn lấy lòng cô thì không về nhà Sao lại lấy ở công ty chứ Trong lúc cảm thấy chán nản Một mặt lữ tiểu manh đã trải ra tấm thẻ Mà mình gọi ra Trên đó có một loạt nét chữ đều đặn và mạnh mẽ Chị dâu Món quà nhỏ Xin hãy nhận lấy và vô cùng xin lỗi chị Chữ ký là một hình tròn có viết số 3 Nét chữ nguệch ngoạc ở phía sau Trông giống như là đường kẻ ngang Và tôi không biết nó viết cái gì nữa Chị dâu Giang tỷ, Thành ra xin lỗi sao? Đây là quá thành khẩn rồi. Ai đã sai cái gì mà lại rộng lượng như vậy? Hướng chi một nhị gia giàu có xin lỗi chị như thế này. Cầm thẻ, Lữ Tiểu Manh mơ mộng mãnh liệt. Nhìn thoáng qua, Giang Hiểu Nhi chợt hiểu ra. Hóa ra là ba người đưa tới. Hẳn là do chuyện sòng bạc. Trên mặt của Giang Hiểu Nhi chợt hiện lên một nụ cười. Còn làm được gì nữa? Dĩ nhiên là làm hư túi tôi, khiến tôi mất hết thông tin khách hàng người ta đưa đến để xin lỗi và giải thích chỉ là bồi thường thôi ivan này mọi người đều gọi là anh cả nổi tiếng là keo kiệt đó nói vài câu hiểu nhi ngăn chặn sự tò mò của mấy người khi nhóm người giải tán cô nhận ra mình nhận được một tin nhắn lạ trên điện thoại giải thích chuyện xảy ra ngày hôm đó xin lỗi cô và nói về gói hàng lưu số xong giang hiểu nhi cũng đáp lại anh tôi không keo kiệt tôi rất thích cảm ơn mặc kệ những người này có phải là cầm đầu hay không hiểu nhi biết mình không có quyền để trách bọn họ cái túi xem như là chi phí bởi vì dù có nhận hay không thì cũng đã chấp nhận lời xin lỗi vấn đề này có thể dừng lại dù biết rằng cuộc sống không hoàn hảo và mình không nên sống ảo tưởng nhưng sự việc dường như đã đánh nhẹ trong lòng cô khiến cô khó chịu vì vậy sau khi tan làm giang hiểu nhi lại tự động đi tới chỗ tử viên sau khi ăn xong, cô nằm trên sofa lười biếng xem TV. Khi vùng dịch phong trở về nhà đã hơn 10 giờ, trái tim chìm trong bóng tối. Anh bất giác thở dài. Còn về nhà mẹ sau đã là ngày thứ tư rồi. Mấy ngày nay, mỗi lần anh trở về đều bị lạnh nhạt chào đón. Anh nói muốn cùng cô ăn tối. Cô nói không ngon miệng, muốn về nhà ăn cơm. Thỉnh thoảng gặp nhau, anh cũng tìm đến tử viên đợi mẹ giang đuổi mới lò mò về kể từ lúc đó cô dường như không muốn ở nhà một mình hơn nữa càng không muốn ra ngoài với anh trước đây cô lúc nào cũng về nhà sớm chuẩn bị cơm nước đón anh về cùng nhau ăn ngôi nhà ấm áp và tràn ngập tiếng cười nhưng gần đây cô đột nhiên trở nên lạnh nhạt dường như không muốn dính dáng và liên quan đến anh nữa dáng vẻ ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì nội tâm lại nhạy cảm và mong manh bấy nhiêu về mặt tình cảm không thể cầu thả và không thể mắc sai lầm. Cô là một con thỏ nhỏ đã bị thương nặng. Một chút chấn động cũng đủ khiến cô sợ hãi lùi vào trong hang. Nếu anh không đón cô, chắc đêm này cô sẽ ngủ bên nhà luôn. Con ốc xem nhỏ kết án từ cho anh sau. Bất giác dùng mình một cái. Thật sự là sợ tính cố chấp của cô sẽ không thoát ra được. Phùng Dịch Phong đi ra ngoài. Tại tử viên, nép vào sofa phòng khách. Hiểu Nhi thật lâu không rời mắt. Mẹ sang bưng trái cây ra. Sau khi nhìn thời gian cũng nhận ra có gì đó không ổn. Tiểu Nhi, muộn rồi. Đáp lại, Giang Hiểu Nhi vẫn không nhúc nhích. Hiểu Nhi, công việc không suôn sẻ hay là còn cãi nhau với Phùng Dịch Phong? Mẹ Giang còn chưa nói hết lời, bên kia Hiểu Nhi đã lơ đễnh đáp. Ngay khi mẹ Giang thờ dài, đã thấy Phùng Dịch Phong ở cửa. Mẹ, Hiểu Nhi có đó không? Mẹ ngủ chưa? Con đưa cô ấy về. Ở đây, không ngủ. Sau khi ăn xong thì lại ngồi trên sofa, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Dịch Phong à, hai đứa cãi nhau sao? Hay là có chuyện gì khác? Tại sao mỗi đêm đều chạy đến đây chứ? Không biết con nên hỏi hay không? Mẹ Giang cũng lưỡng lự. Mẹ à, là lỗi của con. Con... Vừa nghĩ tới việc làm sao để mẹ Giang thông cảm cho mình, Phùng Dịch Phong còn chưa nói xong, Giang Hiểu Nhi đã vội vàng chạy tới. Không phải là do anh sao? Mỗi ngày đều dự tiệc chẳng để ý gì đến em cả. Vừa ngăn lại, Phùng Dịch Phong liền hiểu cô không nói gì với ba mẹ. Chắc cô cũng không muốn ba mẹ biết nên im lặng ngay lập tức. Hiểu Nhi à, con đã bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn cứ trẻ con như vậy? Dịch Phong chịu đựng đi, đừng có trách cô ấy. Phụ nữ có tâm địa nhỏ nhen, thế giới cũng nhỏ, nên luôn mong người đàn ông của mình Hãy ở bên cạnh nó và yêu thương nó. Còn gần đây còn chiều chuộng rồi. Hiểu Nhi à, mau thu sọn đi. Trễ rồi, kết hôn rồi, đừng lúc nào cũng để Dịch Phong đến đón nữa. Mẹ sang đối với Hiểu Nhi có chút gắt gao. Phùng Dịch Phong cảm thấy đau lòng nói. Đi thôi, Hiểu Nhi nói. Mẹ, Hiểu Nhi rất có lý, chúng con rất hợp nhau. Là con vừa rồi làm không tốt, khiến mẹ tức giận. Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Phùng Dịch Phong từ biệt mẹ Giang liền ôm cô đi ra ngoài. Về nhà, Hiểu Nhi cũng cảm thấy dạo này mình hay xuất thần, nhưng vẫn không kiềm chế được. Hai người cũng không có nói nhiều. Về đến nhà, Hiểu Nhi liền chạy tới phòng cắt túi sách. Phùng Dịch Phong có chút tức giận nên đi tắm trước. Thay quần áo xong, Giang Hiểu Nhi quay đầu lại, nhìn thấy một hộp quà rất tinh xào đặt trên bàn thắt nơ, còn có túi giống như là vừa mới vang về đi về phía trước. Hiểu Nhi mở ra, bên trong là một chiếc váy nữ nhân, một chiếc váy màu hồng rất cao cấp, con đuôi váy tinh xảo của lam sắc ngư, kiểu dáng vô cùng đơn giản, trang trí thêm rèn, nhưng màu sắc rất đặc biệt, dịu nhẹ với màu hồng pha xanh, cả hai màu đều có một chút tông tối, trông rất cao cấp. Quần áo rất đẹp, lúc này Hiểu Nhi cảm thấy đặc biệt phiền phức, tại sao lúc nào làm việc cũng không suy nghĩ trước, sau đó lại lấy lòng cô chứ Lấy lòng cô bây giờ thì có ích gì đâu Tức giận rút ra một cây kéo Giang Hiểu Nhi cắt đứt Tôi không nhận, tôi không thích Dù đẹp đến đâu, đừng hỏng Phùng Dịch Phong vừa bước ra ngoài Thì liền nhìn thấy cảnh tượng này Liền bước tới nắm lấy cây kéo trong tay cô Đột nhiên có chút tức giận Em đang làm cái gì vậy Đây là bộ quần áo mà anh ấy đặc biệt đặt cho cô Cô hình thành thói quen này từ khi nào Ý của anh là sao là trách tôi sao tôi không thích tôi không muốn tôi tức giận tôi khó chịu chuyển vàng bạc cho tôi có ích sao tôi ghét cái cách này tôi không muốn xinh đẹp theo cách này hiện tại tôi không vui tôi không muốn cười cho dù có cho tôi bao nhiêu thì tôi cũng sẽ không tha thứ ở trong mắt anh không quan trọng là đã làm gì nghĩ tiền có thể giải quyết mọi chuyện ngay cả cảm xúc của người ta cũng muốn dùng tiền để xoa dịu hiểu nhi tức giận gào thét lần kế lại làm như vậy sao cô nhận những thứ anh cho không khó chịu sao vẫn chưa thể hiểu ra cô không vui tại sao không nhận món quà và phải phá đi cô ghét nó càng nói càng giận cô cảm giác mình bị ép đến đường cùng sau đó vùng dịch phong nhận ra cảm xúc của cô cơn tức giận ban đầu biến mất ngăn cô lại em đang nói cái gì vậy chiếc váy này được đặt làm riêng đã đặt hàng trước hai tuần rồi anh chỉ muốn tặng em một cái gì đó đặc biệt anh không muốn ai mặc sống em hết chỉ muốn làm em bất ngờ thôi Liên quan gì đến việc bù đắp chưa Cho dù muốn bồi thường Cũng chỉ muốn em thực sự vui vẻ Không ép buộc em nhận lấy Quan trọng là phải vui vẻ Phùng dịch phong thoải mái vuốt tóc cô Anh biết lần này anh không đúng Làm cho em đau lòng khó chịu Em không vui, em tức giận Có thể cùng anh chút giận Nhưng phải có giới hạn Không thể kéo chuyện khác vào cùng Hiểu nhi, anh hối hận rồi Nếu như đã biết để lại tâm lý lớn như vậy Thì ngay từ đầu thả để nữ nhân kia ra đi Anh cũng không muốn làm cô tổn thương Em có biết bây giờ anh sợ hãi như thế nào không? Sợ hãi khi mỗi ngày trở về không thấy em đâu Phùng Dịch Phong ôm lấy cô nặng nề thở dài Thả lỗi cho anh có được không? Tức giận thì đánh anh cũng được Anh sẽ không đánh lại Hết giận rồi thì mọi chuyện bỏ qua có được không? Đừng để anh một mình. Thật ra cô cũng rất băn khoăn cô muốn bỏ xuống tất cả nhưng không thể làm được cô biết dạo gần đây tâm lý mình không ổn nhưng cô không biết phải làm sao cái vẽ cùng anh có thể khiến cô phần nào thoải mái cô thật sự không biết dạo này mình như thế nào cô cũng biết mình đã rất quá đáng không biết tại sao em như cảm thấy mình bước vào thời kỳ mãn kinh sớm em xin lỗi nhìn thấy cuối cùng cô cũng bình thường trở lại Phùng Dịch Phong cảm thấy mệt mỏi, ngồi xuống ghế sofa, ôm cô vào lòng, lau nước mắt trên khóe mắt cô. Em không nên bỏ qua tình cảm của anh. Hiểu nhi, tương lai của chúng ta còn cả một chặng đường dài nữa, có thể có trông gai, có thể có ồn ào, nhưng dù sao thì cũng phải đi với nhau cả đời, em biết không? Phùng Dịch Phong siết chặt ngón tay cô, hy vọng không có chuyện gì dễ dàng từ bỏ nhau. Được, mười lời hứa, em nhớ, sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy. Có thể là cô ích kỷ đối với tình cảm, hoặc là cô vẫn quá theo đuổi sự hoàn hảo đối với anh. Đó là lý do tại sao cô không thể bỏ qua khúc mắc này. Hiểu Nhi nhẹ nhàng dựa vào vai anh, giơ tay lên, phùng dịch phong véo má cô. Cả đời của anh chỉ cần em, nếu không thể ở bên cạnh em, anh sẽ học dương quá. Anh có thể tìm đời tiểu long nữ 16 năm, ít nhất cũng sẽ dùng 16 năm tìm em. Lời hứa anh đã nói ra sẽ có hiệu nghiệm đến chết. Vì vậy, nếu như sau này anh không đủ tốt thì hãy cho anh ít nhất một năm. Biết được quá khứ của cô với Trương Việt Khánh, lúc này vùng dịch phong chỉ hận không gặp cô sớm hơn. Cô đã bị tổn thương rất nặng, nên bây giờ cô rất dễ dàng rút lui. Đó cũng là bản chất của con người tuy rằng trong lòng không ngừng tự nhủ nam nhân chỉ có thể tin tưởng ba phần nhưng lúc này đây giang hiểu nhi nghe được vẫn khá là vui vẻ không phải là bởi vì lời nói ngon ngọt của anh mà là bởi vì yêu cầu đối với chính mình không thấp trái ngược với tính cách độc đoán của anh làm sao chồng có thể ghét em được chứ phùng dịch phong trái tim run lên nhưng là bật cười một tiếng Bây giờ nhấn mạnh bình đẳng nam nữ, dù không có đủ kiên nhẫn, anh vẫn sẽ đợi em. Thật sự anh vẫn không hiểu tại sao bọn họ có thể chờ đợi tận 16 năm. Đến khi chạm vào tình yêu, anh mới có thể hiểu được, anh không muốn chúng ta như vậy, anh muốn chúng ta hoàn hảo. Anh là chồng của một mình em, cả thể chất lẫn tinh thần. Đùa chút thôi, Hiểu Nhi cũng không có coi trọng, nhưng là cảm thấy cô cùng với Trương Việt Khánh quan hệ 3 năm không thể quên. Hiện tại, Trương Việt Khánh hoàn toàn không thể so sánh với anh. Phùng Dịch Phong chịu mến xoa xoa đầu mũi của cô. Vợ à, anh vẫn thích cô như thế này, duyên dáng và nhanh nhẹn khiến cho người ta phải sôi sục. Em đi tắm đây, buồn ngủ quá, anh phải đợi em ôm em ngủ. Không đợi Phùng Dịch Phong đáp lại, Hiểu Nhi liền chạy đến tủ quần áo bên người trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, vùng dịch phong nhất thời nhịn không được mà giờ khóc giờ cười, quả thật là ảo não, tính tình thay đổi thật nhanh. Hiểu Nhi ra ngoài thấy anh còn ở trên sofa chạy tới, ánh mắt buông xuống quần áo màu lam bột phát, thật là đáng tiếc. Em đem nó cắt đi rồi thói quen này không tốt, đánh tay em đi thôi. Trước giờ em không có thói quen hủy hoại đồ vật, nhìn đống bài trước mặt Hiểu Nhi dùng tay trái mình thật là phí phạm. Phùng Dịch Phong ôm lấy cô cười nói, thật dễ bảo, đứa trẻ nghe lời, những thứ sau này anh cho đừng lãng phí như vậy. Trước khi lãng phí cũng nên dùng một lần, ít nhất lấy lòng anh. Đặt mua chiếc váy này với giá hơn 400.000 nhân dân tệ, nó đã bị cô làm hỏng. Tất cả là lỗi của anh, vì anh đã chọc em. Vì vậy lần này coi như bỏ qua. Trước kia cô không tự chủ được như vậy, về những ngày gần đây, cô vui vẻ, đã quên đi nỗi buồn mấy năm qua. Từ mình kiểm điểm sâu sắc, Hiểu Nhi ôm Phùng Dịch Phong. Đúng vậy, cô không thể quá đạo đức giả. Phùng Dịch Phong hôn cô một cái, sau đó bế cô lên, hai người như trở lại như trước. Đêm ấm áp, nép vào nhau. Trong nháy mắt, đã đến ngày cuối tuần, Hiểu Nhi vẫn định đi mua sắm. Nhưng khi Phùng Dịch Phong nói rằng tối nay cô sẽ về nhà, sắc mặt của cô chợt cứng đơ. Về nhà sau, Em phải đi sao? Lần trước đã xảy ra chuyện, nghĩ lại cô vẫn còn sợ hãi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng những người đang tươi cười chào đón kia sẽ không nhận ra cô. Biết cô sợ hãi, Phùng Dịch Phong ôm lấy cô. Ở nhà có một sự kiện vui vẻ. Nghe nói là Phùng Hàm Hương đính hôn. Bà nội bảo anh trở về. Đi, cùng em đi. Chỉ là một vở kịch, liền tốt rồi. Anh sẽ không rời em nửa bước. Không có ai trong cái nhà đó có thể làm tổn thương em đính hôn sao? Với ai? Cô vừa có chuyện lớn như vậy, làm sao có ai dám cưới cô ta chứ? Thế giới này thật không thể tin được. Lắc đầu, Phùng Dịch Phong hoàn toàn không quan tâm. Ai biết được chứ? Không biết người nào xui xẻo dây dưa. Sau khi suy nghĩ, Giang Hiểu Nhi cũng gật đầu, quả thật là rất xui xẻo. Buổi chiều, Giang Hiểu Nhi không có ra ngoài nữa, ở nhà gù một giấc. Khi Phùng Dịch Phong trở về, tình cờ cô cũng đã thay quần áo, sợ người khác chú ý cô cố ý chọn một chiếc váy mỏng màu, màu xanh sẫm có đường khâu sen khí chất đơn giản và thanh lịch vài thiết kế vài tuyên bán trong suốt chỉ che đi hình xăm và vết dẹo của cô có bắt mắt quá không em không muốn bị ghét nắm lấy tay phùng dịch phong giang hiểu nhi cũng là nhìn xuống chính mình nhất kiện trung quy cô không nên có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành trong mắt Phùng Dịch Phong, chiếc váy của cô là sự kết hợp giữa nét thanh lịch của một cô gái và tình cảm đa tình của một người phụ nữ cùng tồn tại, sự cao quý và lộng lẫy. Đặt một tay lên eo cô, sợ làm cô giật mình, anh vẫn gật đầu. Ừ, người phụ nữ của anh, cô mặc gì cũng là tiêu điểm, bị người khác chú ý không phải là bình thường sao? Hôm nay cô sẽ không ở lại lâu. Phùng Dịch Phong thoải mái vỗ nhẹ vào lưng cô. Đừng lo lắng nhiều chuyện như vậy. Đi, chỉ cho bọn họ thể diện, không vui, chúng ta sớm về, cùng với anh không ai dám bắt nạt em hết. Ừ, vậy thì anh chuẩn bị đi, bà nội đến rồi, chắc không sao đâu. Nói xong, Hiếu Nhi liền giúp anh lấy ra một bộ quần áo đã chọn, sau đó lấy một đôi khuyên tai đeo vào. Trước khi ra ngoài, Phùng Dịch Phong vẫn giúp cô lấy áo khoác, cẩn thận bước theo từng bước của cô. Bữa tiệc được làm tại khách sạn ở Tinh Cấp. Ngoài cửa, có rất nhiều bảo vệ, vừa xuống xe linh cảm hiểu nhi đã nhanh chóng dâng lên nhìn mới biết hoành tráng như thế nào hôm nay không thể giải thích được cô lại có một linh cảm mờ nhạt có chuyện sẽ xảy ra khẽ khều khều eo cô phùng dịch phong trực tiếp vòng tới trước mặt cô đừng căng thẳng không sao đâu trong lúc nói chuyện quản gia đã chào hỏi anh thiếu ra bữa tiệc đã được đặt trước đặc biệt mở một khu đãi riêng để thuận tiện cho các khách vip xin mời ngả người sang một bên Hắn ra hiệu về phía cửa hông Lúc này thảm đỏ đã được trải khắp các phía xung quanh Xung quanh cửa là những bông hoa Những viên pha lê tỏa sáng Trông rất sang trọng Ừ Có người dẫn đường Phùng Dịch Phong ôm Hiểu Nhi đi về hết đường Khi đến sành tiệc trắng lệ Hiểu Nhi nhận ra tiệc đính hôn rất hoành tráng Sành tiệc ở tầng 1 Thông với khu tổ chức Lộ Thiên bên ngoài Bên trong thông với tầng 3 yến tiệc ba trong ba ngoài đều là những người có tiền có máu mặt xuất hiện tiếng dương cầm du dương bay bổng tiếng cười không ngớt trên khán đài có rất nhiều danh nhân người nổi tiếng có người trực tiếp mặc trang phục xuyên thấu chỉ như cởi trần vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi giang hiểu nhi cũng có chút khó chịu bất giác bụng miệng tất sách em làm muốn điều thấp đừng ép em tìm chỗ vắng người đỡ phiền muộn chắc do thời gian canh trình chưa tốt tính toán chưa thích hợp. Anh đưa cho cô một ly, Phùng Dịch Phong không nhịn được mà cười ra tiếng. Một lũ hâm mộ lưu manh, em là hoa đã có chủ, không cần phải ra mặt bán thịt đâu. Ghé vào tai cô, Phùng Dịch Phong nói nhỏ, em cởi ra đi, so với bọn họ còn thú vị hơn. Đang đỉnh hớp một ngụm nước cam, Giang Hiểu Nhi suýt nữa thì phun ra, mặt đỏ bừng bừng, vừa giơ tay lên đã tức giận đấm vào người anh. Nghiêm túc lên, không sợ người ta nghe thấy sao? đức hạnh của đàn ông quả thật là kém. Đem ly rượu của cô đặt xuống, Phùng Dịch Phong ôm cô thân mật siết chặt tay. Không có gì đáng tự hào về cô hơn là những ánh nhìn của những người xung quanh. Hiểu Nhi đang vui sướng trong lòng, bỗng nhiên có tiếng động ngoài cửa, nâng mắt lên, một bóng đen tiến vào, rung lâm khiết sao? Cô cũng ở đây sao? Cô mặc một chiếc váy dài màu xám bạc có thắt dây, mái tóc dài, buộc đuôi ngựa thấp và đeo đôi hoa tai kim cương mảnh mai phóng đại dưới ánh đèn cô tỏa sáng vừa xuất hiện ở cửa lập tức thu hút vô số nhãn cầu ánh mắt hiểu nhi bất giác nhìn về phía cô hôm nay thật xui xẻo sao lại mặc váy cùng màu chưa nhưng hai người lại có phong cách hoàn toàn khác nhau dùng lầm kiết lộng lẫy cô cực kỳ đơn giản chính là ngôi sao và hạt bụi hiểu nhi thật sự rất khó chịu bất giác cô dựa vào người phùng dịch phong bàn tay nhỏ bé từ sau lưng anh ôm lấy eo anh cúi thấp đầu nhìn xuống mối quan hệ giữa hai người có phần xấu hổ nhiều năm qua dung gia và phùng gia là bằng hữu biết anh có ở đây nhưng vẫn mời hai cha con bọn họ sau đúng lúc này một vài phóng viên đột nhiên chạy tới phùng dịch phong theo phản xạ xoay người đưa tay lên bảo vệ mặt của hiểu nhi ôm cô vào trong lòng phùng thiếu nghe nói anh đã kết hôn có thật không vậy là tiểu thư trước mặt hay sao gia tộc phùng thiếu phùng thị đứng đầu danh sách giàu có với lợi thế tuyệt đối năm này qua năm khác nhưng tôi nghe nói anh bất hòa với vùng tổng trương việt độc lập với tập đoàn phùng thị lần này phùng thị và lạc thị kết thông ra với nhau có nghĩa anh sẽ không bao giờ tiếp quản công việc kinh doanh của phùng thị sau phùng thiếu nghe nói mối tình đầu của anh và người yêu thùa nhỏ cũng là con nhà giàu có phải là vị hôn thê của anh không phùng thiếu anh có gì muốn nói về cuộc hôn nhân này của em gái cùng cha khác mẹ không phùng thiếu khi nào thì kết hôn đây nghe nói anh rất chuyên tâm tôi nghe nói anh sẽ chỉ thích một người phụ nữ và chỉ có một người bạn đời duy nhất có đúng không nghe đồn là anh không gần nữ nhân là hiểu lầm hay sao phùng thiếu nói gì đi không biết sao xuất hiện nhiều người như vậy trong nháy mắt bị vây quanh phùng dịch phong bất giác giết chặt hiểu nhi mọi người xem ra đến nhầm chỗ rồi hôm nay không phải là tiệc đính hôn của tôi không nên cướp sự chú ý quả thật đây là phu nhân của tôi khi tổ chức hôn lễ tôi sẽ gửi lời mời hy vọng lúc đó các anh sẽ chụp chúng tôi thật đẹp chuyện phùng thị e rằng không thích hợp để trả lời tại đây ánh mắt của dung lâm khiết quét nhẹ giọng điệu của phùng dịch phong nhàn nhạt lãnh đạm nhưng lại không hề tức giận hùng hồ có vẻ không bình thường nên mới để cho các người có nhiều ý kiến kỳ quái như vậy Xin lỗi để các người thất vọng rồi. Chỉ có thể nói với mọi người là tôi bình thường và rất yêu vợ của mình. Lúc này nhân viên bảo vệ đi tới. Phùng Dịch Phong ôm Giang Hiểu Nhi nhanh chóng xoay người. tầm mắt của anh tình cờ thấy Dung Lâm Khiết đang đứng ở một bên. Anh cũng không có dừng lại đi đến hành lang vắng. Xông vào đám người, Mạc Ngôn cũng hỏi. Anh Phùng, anh không sao chứ? nhấc mắt lên, Phùng Dịch Phong ra hiểu về phía sau đi xem đi. những bức ảnh chụp được phải xóa sạch đi. cảnh giác các phóng viên xông vào. ai dám chụp ảnh tiết lộ không có ủy quyền, bọn họ sẽ không yên đâu. anh đang tìm ai vậy? khi tôi vào có thấy anh kêu tôi xem lại sao? tôi hiểu rồi. nhìn mặt ngôn rời đi, phùng dịch phong chậm rãi thàn lòng hiểu nhi. lông mày nhíu chặt. anh không muốn em bị lộ sao? bây giờ anh đã thừa nhận cô, sao lại muốn né tránh như thế chứ? Tuy rằng trong lòng không muốn viền vông, nhưng Giang Hiểu Nhi đột nhiên có chút không vui đối với việc anh làm. Anh ấy có suy nghĩ khác sao? Chỉ cần nhìn thôi, anh cũng đã hiểu được ý cô. Phùng Dịch Phong giơ tay chọc vào trán cô. Em có muốn bị bắt cóc không? Càng ít người biết về danh tính của em thì em lại càng an toàn. Muốn công bố cũng không phải là lúc bình thường như thế này. Nếu như em xuất hiện, sau này còn có thể đi làm sao? lúc này giang hiểu nhi cũng đột nhiên sững sờ lập tức giật mảnh áo em sai rồi thật đáng sợ phùng dịch phong ôm lấy cô tay vẫn vô thức che mặt cẩn thận dù có vệ sĩ nhưng cũng không an toàn tuyệt đối đâu không sợ bị trộm mà sợ trộm càng ít người chú ý em càng an toàn sau này ra ngoài có muốn mang theo vệ sĩ không ngẩng đầu giang hiểu nhi khẽ lắc đầu đúng vậy bọn họ hình như đi một mình bởi vì bọn anh không bao giờ đặt tính mạng của mình vào tay của người khác từ nhỏ tự vệ đã là thứ bắt buộc phải học dù bận rộn đến đâu thì việc tập thể dục đều đặn vẫn là thói quen vào thời điểm quan trọng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi càng ít người biết tung tích của chúng ta thì khả năng bị lộ bị nhắm thậm chí là trở thành mục tiêu càng ít đó là lý do tại sao anh không giới hạn điều gì tại sao không bố trí vệ sĩ cho em nếu như người trong cuộc ra ngoài thì càng nguy hiểm hơn tuy nhiên vẫn cần phải có những biện pháp để phòng ngừa cần thiết thiếu sót như vậy phóng viên hôm nay không biết bất đình sắp xếp thế nào thật là thiếu chuyên nghiệp bất quá cũng là lẽ thường thôi sẽ có người đặc biệt đến kiểm tra rồi thả bọn họ đi nói chung là sẽ không tiết lộ ảnh chồng em sẽ cẩn thận nhìn thấy dung lâm khiếp chỉ số iq của cô bắt đầu giảm xuống cười cười giang hiểu nhi nhìn anh nũng nịu có anh ở bên cạnh em thật sự không sợ gì hết đầu óc của em vẫn ổn có đúng không chồng à nếu như anh chán ghét bào bào như vậy bà bảo sẽ không còn mặt mũi nào nhìn người nữa vừa nói giang hiểu nhi vừa che mặt từ kẽ hở ngón tay nhìn anh kéo bàn tay cô xuống cả hai cùng lúc cười trong góc hai người tán tình và hò hét bầu không khí vô cùng ấm áp Nhìn từ xa, nụ cười trên khóe môi của Dung Lâm Khiết tàn vỡ, ánh mắt u ám. Không bao lâu, Phùng Hàm Hương mang theo một người trẻ tuổi đi xuống lầu. Hai bên một đoàn người hùng hậu, tứ phía tụ tập đến sân khấu chính đại sành lầu một. Xoay người, Phùng Diệp Phong cũng ôm Hiểu Nhi đi tới. Chỉ là sau đó, Phùng Hàm Hương cùng với nam nhân bên cạnh thấy Giang Hiểu Nhi, ánh mắt không khỏi chừng lớn một chút. Chỉ nhìn thấy Phùng Hàm Hương trong chiếc váy trắng, thấp thoáng ánh sáng, khuôn mặt xinh đẹp, đường nét gợn uốn, làn da non nớt nhưng muốn nhỏ giọt. Từ đầu đến chân đều viết hai chữ xa hòa, giống như là một người khác vậy. Ngoại trừ lớp trang điểm trên mặt hơi dày và hơi thiếu tự nhiên thì thật sự rất đẹp. Còn người đàn ông bên cạnh, âu phục dày da, hình như khoảng 30 tuổi, anh ta cao giáo, đẹp trai, hai người đứng cùng nhau trông khá là xứng đôi. Hai gia đình rõ ràng là rất hài lòng, trên mặt nở nụ cười. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên bước lên sân khấu và phát biểu. Hôm nay là một ngày rất vui. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu đến dự tiệc đính hôn của con trai Lạc Xuyên và Phùng Hàm Hương Tiểu Thư. Vì có thể kết hôn với một người con gái hiểu biết, xinh đẹp, đức hạnh, được gia nhập nhóm vùng thị, đó là vinh dự của Lạc Thị trên sân khấu người đàn ông nói rất nhiều rằng hiểu nhi rời khỏi sân khấu có thể cảm nhận tiếng gì xảo xung quanh hiểu chuyện và đức hạnh sau khả năng mở mắt nói dối này coi tất cả mọi người đều là đầu heo sau không thích vùng hàm hương chút nào không khỏi hiểu nhi khóe môi cũng giễu cợt trên đời này không thể chê trách người phụ nữ nghèo mà phải chê trách những người phụ nữ có lòng dạ độc ác tình hình thảm hại như vậy mà cũng có thể đi được đến đây về cảnh hôm nay thực sự trong lòng cô cũng không thể hiểu nổi tình hình của cô không phải là càng thấp càng tốt hay sao lại làm hoành tráng như vậy sao lờ đánh một chút xung quanh cô đã có một chàng pháo tay nồng nhiệt giơ tay lên khóe môi của giang hiểu nhi nở nụ cười khóe mắt bất giác quét về phía vùng dịch phong nhưng lại thấy anh lắc lư ly rượu đỏ mặt không chút cảm xúc chẳng mấy chốc mọi người đã quay ra sàn nhảy hiểu nhi cũng bí mật kéo vùng dịch phong sang một bên anh không thấy cô ta kỳ khoái sao cũng quá may mắn đi Chuyển sinh thật sự là một kỹ thuật lạc xuyên đó nhìn cũng khá nhìn có vẻ khá đấy tôi thật sự không hiểu nổi một người đàn ông có thân phận tốt diện mạo đẹp đẽ như vậy sao lại yêu vùng hàm hương một lúc lâu sau giang hiểu nhi cảm thấy lạ thường sao giọng nói lại chua như vậy em ghen tị sao còn kém hơn anh nhiều lắm nhấc mắt lên nhìn một cái, Phùng Dịch Phong tràn đầy khinh thường. Một giây tiếp theo, Giang Hiểu Nhi nghiêng đầu cười thông minh nói, em hình như người được bùi giấm chua đó. Rõ ràng là bất thường, người có mắt đều nhìn ra được, hai người đang nói đùa với nhau. Phùng Hàm Hương dẫn Lạc Xuyên cùng một đám người đi tới, lùi lại một bước tựa vào Phùng Dịch Phong, Hiểu Nhi không mấy vui vẻ. Lão Lạc, để tôi giới thiệu với ông. Vừa mở miệng, người đàn ông trung niên đã đưa tay ra, Nghe tên Phùng Thiếu đã lâu, hân hạnh được gặp mặt. Bắt tay với người đàn ông, Phùng Dịch Phong rất khách sáo. Lão Lục, khách sáo quá. Phùng Hàm Hương đột nhiên nói. Nghe nói gần đây Trương Việt đang đấu thầu mảnh đất Tây Thành. Lạc gia quen Tây. Có thời gian thì giao lưu nhiều hơn. Dù sao thì đều là người một nhà. Phùng Dịch Phong cảm thấy khó chịu trong lòng. Đất Tây Thành vốn luôn luôn được ưa chuộng. Từ khi nào lại được quan tâm nhiều đến như vậy? Ngay cả bà cũng quan tâm sao? nó còn chưa được đấu thầu. Vậy tại sao có vẻ như sự quan tâm của anh rất nhiều người biết? Không biết, lý do là do bệnh nghề nghiệp hay là do có việc gì sẽ xảy ra? Thật không? Tôi cũng nghĩ rằng sự phát triển của khu đông đã trở nên bão hòa trong những năm gần đây và sự phát triển đông Tây Bộ rõ ràng là không cùng tốc độ. Đây không phải là điều tốt cho một thành phố. Phía Tây là chắc canh là một cổ phiếu tiềm năng. Và tương lai, ít nhất 10 năm nữa. Rất hứa hẹn. Phùng Thiếu thật có mắt nhìn, không biết anh để ý đến miếng đất nào, đang định dự án gì vậy, để đầu tư vào thời điểm này, hợp tác sao? Nở nụ cười nhạt Phùng Dịch Phong nói, không, hiện tại tôi vẫn đang suy nghĩ nếu như tôi muốn tìm được mảnh đất thích hợp, tôi sẽ nhắn anh. Ngay trong đại hôm nay, đừng nhắc đến công việc nữa. Lần này Phùng Dịch Phong chủ động nâng ly chúc mừng và uống một hơi với vài người. Một lúc sau, người đi nơi khác chỉ còn lại cha vùng ông nói gần đây thế nào sao phùng dịch phong thật sự không muốn nói chuyện cùng với ông thái độ cũng rất hờ hững nếu là trước đây hiểu nhi nhất định sẽ rời đi nhưng qua sự việc lúc trước cô cũng cảm thấy chán ghét phùng dịch phong không nói không nhúc nhích nhưng vẫn tiềm thức liếc nhìn cô trực tiếp nắm lấy tay cô cảm thấy quan hệ giữa hai cha con còn tệ hơn trước ba phùng đoán là do lần trước làm hiểu nhi bị thương nhưng dù sao thì ông cũng là trường bối muốn nói rồi lại thôi công việc kinh doanh sẽ không bao giờ kết thúc về nhà ăn tối nếu như có thời gian thậm chí van xin sau khi nói ba phùng còn nói thêm cùng nhau ý tứ hàm xúc ta còn thừa nhận cô chấp nhận cô đột nhiên giang hiểu nhi cảm thấy ba phùng trước mặt chỉ là một người cha khao khát được gần gũi với con của mình cũng khá đáng thương nhưng nghĩ đến quá khứ của phùng dịch phong nghĩ đến người nhà vừa bước xuống lầu vừa nói vừa cười giang hiểu nhi lại cảm thấy có lỗi với phùng dịch phong bất giác cũng nắm chặt tay anh phùng dịch phong chỉ ừ một tiếng không đồng ý cũng không cự tuyệt bà nội đến rồi chúng ta đi qua rồi kéo Hiểu Nhi, Phùng Dịch Phong vừa quay đầu lại, ba Phùng lại đột nhiên nói. Chờ đã, còn có một chuyện. Phùng Dịch Phong quay đầu lại, anh nghiêm túc nói. Làm ăn, đừng quá kiêu ngạo. Gần đây, đầu tư hãy cẩn thận. Chú ý mọi mặt, đừng quá tự cao tự đại. Ba Phùng nghĩ ra một câu như vậy, không thể giải thích được. Phùng Dịch Phong đột nhiên co rút trong lòng. Ông muốn nói cái quái gì vậy? Sao đột nhiên lại quan tâm tới chuyện làm ăn của anh chưa? bà chỉ nhắc nhở chuyện làm ăn của con mấy năm nay còn đã quá dễ dàng hãy cẩn thận thất bại không có ý tứ gì khác ông sợ anh bị thương dường như cảm nhận được gì đó phùng dịch phong cũng không hỏi thêm tôi biết rồi tôi sẽ cẩn thận rất lâu sau anh mới để lại một câu cảm ơn sau đó anh kéo giang hiểu nhi xoay người đi về phía bà nội phùng đương nhiên cô không ngốc có thể hiểu được nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ xen vào chuyện làm ăn của anh. Chồng à, em sẽ bên anh bất kể ra sao, đừng lo lắng. Phùng Dịch Phong đưa tay lên véo mặt của cô. Vì vợ, anh cũng sẽ rất cẩn thận, chăm chỉ kiếm tiền về nuôi gia đình. Anh sẽ không làm cho em thất vọng, sẽ không để em không có quần áo để cắt. Hai người đi về phía bà nội Phùng, lão gia tử cũng sảng khoái vui vẻ. Nghe nói Giang Hiểu Nhi cùng Phùng Dịch Phong kiêng rượu chuẩn bị mang thai bọn họ càng vui mừng miệng không thể khép lại có bà nội hiểu nhi thoải mái và nhẹ nhõm hơn bà nội lệ thịnh bọn họ ở đây còn đi nói với bọn họ vài câu hiểu nhi đừng nói chuyện với bà nội đừng chạy lung tung tí nữa anh sẽ đến tìm em nhìn thấy dáng vẻ cha già của anh bà nội phùng trực tiếp xua xua tay nói được rồi được rồi bà nội giúp cháu trông coi cháu dâu sẽ không ức hiếp nó hay làm nó bị thương đâu bà ơi bị người lớn nhìn thấu sang hiểu nhi ngượng ngùng cúi đầu vỗ vỗ tay của cô bà nội phùng trực tiếp xua đuổi phùng dịch phong bà nội vui quá con gái còn không biết sao lâu lắm rồi bà không thấy nó quan tâm đến một người như vậy cháu trai của bà từ khi đẻ ra đã lạnh lùng lại chán ghét nữ nhân lần đầu tiên cùng với dung lâm khiết đi chơi hai người đi ra ngoài dung lâm khiết bị mấy tên xã hội đen bắt được bị tống tiền đòi lấy ví tiền nếu như không sẽ lấy mạng cô hiển nhiên là rất quan tâm anh làm nhàm trước mặt đồ tôi bỏ đi quay người bỏ đi quả thực lúc đó anh đã làm cho bọn côn đồ bối rối sau đó anh đã đánh gục tất cả khi anh ta nói ra điều này thực ra anh ta chỉ là đang thả lòng cảnh giác với những người đó và tìm cơ hội ra tay nhưng vì sự việc này dung lâm khiết đã gây gổ với anh một trận lớn cô không quan tâm đến chuyện ấy cũng phải sau này anh ấy mới bắt đầu quan tâm không giấu giếm nhưng dù sao anh cũng là đàn ông còn hướng nội có thể ở trước mặt cô quan tâm như vậy anh thật sự đã thay đổi rất nhiều ít nhất hiện tại anh rất ấm áp các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 67 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phu Ông Biến Thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.